kể cả cái phôi sung bị cắt nát như này, HP nó vẫn phục hồi được. Hơn nữa cái này nó rất an toàn, các bạn có thể tiếp xúc bằng tay không cũng được. Bởi vì ở bên Nhật ý, người ta còn lấy HP để phun cho rau củ cơ mà. Đây các bác nhìn này, chỉ sau khoảng 2 tuần dùng cái combo HB101 và chất chồng phiêu du thì là cái phôi sung của em đã chắc chắn sống rồi đây này. Các bác nào mà muốn trải nghiệm cái bộ sản phẩm này thì inbox ngay cho em nhé, hoặc là gọi điện trực tiếp theo hotline 0912324598. Shop em mới về 10.000 lọ HB101 hàng nội địa Nhật Bản. Cái loại này tuy nhỏ bé nhưng mà có sức mạnh cực kỳ ghê gớm. Mỗi lọ này chỉ có 6ml thôi nhưng mà chứa tinh chất nhựa thông, nhựa bách, nhựa tùng và tinh chất mã đề liên kết tại để có thể là phục hồi cây suy cũng như là kích rễ cực kỳ mạnh một cách rất là tự nhiên và an toàn. Cho nên là sản phẩm này được người Nhật người ta dùng rất là nhiều cho hoa màu, cái sự an toàn của nó. Đây là một cây mai chứa thủy mà em đã dùng HB tới khoảng một tuần một lần. Bây giờ em sẽ khui nó ra để xem rễ nó phát triển như nào sau một năm nhé. Ôi da. Đây. Rễ này. Ăn nứt ở cái chậu này. Đây, anh em nhìn thấy nhiều rễ không? Đóng thành bánh thành khuôn chậu luôn nhá. Chỗ nào cũng có rễ luôn. Đây thì là một cây mai chứa thủy khác. Bây giờ em cũng sẽ thử cào ra xem nhé. Cây này cũng nhiều rễ lắm rồi đấy. Thật ra thì nhiều rễ quá cũng khổ, lấy mãi chả được cái cây ra khỏi cái chậu. Không kém đâu. Chất trồng của cái cây này cũng chỉ còn rất là ít. Em sẽ kiểm tra đáy chậu của một số cây bất kỳ nhá. Đây là chậu hồng ngọc mai này. Đấy, cái mùa này mà rễ nó ăn ra khỏi dưới đáy chậu luôn này. Rất là nhiều rễ nhá. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục sang đến cây me đất này đi. Cũng rất là nhiều rễ. Rễ trắng phao luôn. Để em thử tìm một cây khác khó hơn. Ví dụ như cây lựu này chẳng hạn này. Cây lựu rễ bắn ra rất là nhiều. Ngoài ra thì cái chất trồng tốt cũng rất là quan trọng. Chất trồng tốt ý, thì đầu tiên là phải thật là tơi xốp đã. Giới thiệu với các bác cái chất trồng mà Fuju Bonsai em luôn tin dùng cho tất cả các loại bonsai của mình là đất nung Akadama của Nhật Bản và đá bọt Pumit. Akadama thì rất là tơi xốp, còn Pumit thì rất là cứng và nhẹ. Trong cái túi này em đã mix sẵn vào nhau bằng cái tỷ lệ rất là hài hòa rồi. Các bác chỉ việc lấy về và đổ ra trồng thôi, không phải trộn thêm bất kể một cái loại gì các bác. Khi mà trồng cây xong ấy thì các bác lấy cái lọ HB101 này này. Các bác nhỏ cho em 5 giọt vào cái bình 2 lít. Nhớ là nước sạch và không chứa clo các bác nhé. Rồi là các bác cứ đều đặn tưới cho em một tuần một lần để cho HB101 liên tục cung cấp dưỡng chất cho cây. Lưu ý là mùa hanh khô các bác chùm ni lông lại cho em thì chỉ sau khoảng 1-2 tuần nữa là các bác sẽ thấy kết quả ngay.